Chào mừng mọi người đã đến với kênh Anh Bậm Vlog. À mọi người ơi, hôm nay anh Bậm sẽ mà bây giờ mình nhắc đến đồng quê thì nói chung sẽ có một món ăn là nó nói chung là vô cùng là thân thiết với mọi người. À, không, mình không có nói vòng vòng xa xa nữa, mình hôm nay mình sẽ nói cho mọi người biết vấn đề đó là một món ăn đã mang đậm sắc miền quê, đó là món canh chua mà mình nấu với cá. Nhưng mà hôm nay có một món ăn nói chung là nó hơi lạ một chút xíu. À, mọi người có biết cái đây là cái trái bầu không mọi người? Đây là bầu ha. Hôm nay mình sẽ quyết định là nấu món canh chua bầu. Thì cái này mình cũng không có tài ba gì đâu mọi người ơi. Nói chung là mình có tham khảo trên, mình thấy ở trên mạng hiện tại bây giờ nó cũng có máu nấu cái món là canh chua mà bầu này, nó nhìn cũng lạ. Hôm nay anh Bậm sẽ bắt đầu là thực hiện một, nói chung mình thử nghiệm để mình nấu món canh chua này mà mình nấu với bầu nè, mình ăn coi nó ngon không nghe mọi người. Đó, nào mọi người cùng với anh Bậm vào bếp. Thì đầu tiên mình có bắt cái nồi nước ha. Sau đó mình sẽ cho cá và lươn mà sẵn vào, mình vô nồi của canh luôn nha mọi người. Sau đó mình đậy nắp dùng lại ha. À mọi người ơi, nói chung với giấc này là nước nó cũng đã sâu ha, cá cũng sâu ha. Giấc này mình anh Bậm sẽ bắt đầu là dạo me nha mọi người. Mình có chuẩn bị một tô me nè ha. Mình sẽ bắt đầu là múc nước và mình dạo me nha mọi người. Mình dầm me ra nè, nói chung đi nước cái này sầu nè ha. Mình dầm me rồi đó, mình dạo mình đổ đây nha mọi người. Sẽ bắt đầu cho bầu vào luôn nha mọi người, ở đây là bầu nè, mọi người thấy không? Mình sẽ cho bầu vào. Ngày nào nó bầu chín thì mình sẽ cho cụ nèo vào. À, mọi người ơi, nói chung giấc này nồi canh cũng đã chín ha. Nói chung mình nhắc xuống ha, rồi mình cho cụ nèo, rồi mình cho rau vô ha mọi người. Đó, nói chung là đây nồi canh chua bầu mình cũng đã chín rồi nè. À, mọi người thấy không, bầu mình nấu canh chua nhìn thấy có cảm giác nó dai dai nha mọi người. À, mọi người ơi, bây giờ cá kho mình cũng đã sắc nước nha. Nè, mình có kho cho anh chảo nè, bắt đầu chắc này mình sẽ đổ tiêu vào nghe, cắt tiêu vào nghe mọi người. Đó, chắc này mình đổ tiêu vào nè. Đây là cá kho tiêu nghe mọi người. Mình được chơi cái tiêu khá đây ha. À, mọi người ơi, ở đây là canh chua mình đã nấu chín ha. Đây có canh chua, ở đây mình có nấu cơm nóng nè, ở đây có nước mắm luôn ha. À, còn đây có tô canh chua mình bớ ra, còn đây ngoài ra có rau sống nè. Rau sống này để mình ăn với cá kho tiêu ngay đây nghe mọi người. À, mọi người ơi, cùng với hai chồng mình ăn cơm nha mọi người, dùng bữa luôn nha mọi người. Mời cả nhà ăn cơm với hai chồng mình nha. Ừ. Ở đây là cơm trắng luôn nha mọi người. Cơm còn nóng nè. Rồi, mình sẽ thử một miếng bầu mình nấu canh chua sao nha mọi người. Nói chung này mình cũng xem trên mạng, mình thấy người ta cũng nấu nhiều đó. Nhưng bữa nay mình mới nấu nè nha mọi người. Đó, mình chấm miếng mình ăn thử. Cái này là bầu mình nấu canh chua ăn nó dai dai nha mọi người. Nó không có bị bở như cái mình nấu canh nha. Nó dai dai, nói chung ăn ngon nha mọi người. Êm á. Nó dai dai. Êm. Ăn cá kho tiêu ạ. Bầu nó dai dai ngon. Cái này mình nấu với cá đồng nữa mọi người. Nó không có bị bở. Mà ăn trong miếng bầu nó có vị chua chua của me á, ăn ngon lắm nghe mọi người. Ở giấc này mình sẽ thử một miếng rau sống ha. Ở đây là rau gừng luôn nha mọi người. Rau gừng nó bắt đầu mình chấm với cá kho tiêu nha mọi người nè. Ngon mọi người ơi. Cá sặc kho tiêu. Đây ăn đậu đồng. Ngon ngon quá gần mọi người ơi.
Bữa cơm hai dặm mình là tự kiếm mà. Cái này là mình tự kiếm nha, chứ bữa nay là mình không có mua nha. Một bữa mình có đi chợ mua, nhưng bữa nay mấy này mình kiếm nè. Cái này là mình dân lứ hồi tối á mọi người ơi. Nhưng mà mình không có quay cho mọi người xem á. Cá rô. Cá rô, cá sạch, cá chơi. Chúng mình có rau sống này mình chấm với cá khô quẹt ngon lắm mọi người ơi. Bữa nào á đại gia đình mình nấu mà ăn chua bầu nè, ăn thử đi, ngon lắm. Ngon lắm, ăn bầu nó nấu chua nó dai dai nha. Ngon lắm, nó không có bị bở. Nấu ăn chua bầu á là mình phải dạo me trước nha mọi người. Rồi sau đó mình đổ bầu vô á, nó sẽ không có bị bở. Còn mọi người mà đổ bầu xong á, rồi mấy người mà dạo me á là nó sẽ bầu nó sẽ bị bở kìa, nó không có bị không có dai nên được như gì nha mọi người. Cái này mình nấu là mình dạo me trước. Bái cho em. Ăn bầu mà nó dai dai ngon lắm mà mọi người. Nói chung là ăn này nó cũng lạ miệng lắm nha. Điều đó giờ mình cũng mới ăn lần đầu á. Còn người ở trên mạng thì cũng đã có nhiều người nấu rồi. Hôm nay mình mới có cơ hội thử món này ngon nha mọi người. Ở đây có con cá cô đồng nè mọi người coi nè, trứng nó vàng nhẽo luôn nha mọi người. Mình ăn trứng ngon nha mọi người. Ngon ha. Con này là cá sặc kho tiêu nè mọi người ơi ha. Nè con lươn nè, lươn đầm. Ngon quá mọi người ơi. Thank you.
Dạ, ở ngoài thì nó đang cũng đang mưa lâm râm luôn em ơi. Cái này vô mùa mưa á. Đây là mà con miếng lương nha mọi người. À, mọi người ơi, nói chung cái này hai chồng ăn cũng no ha. Nên anh Bậm cũng xin video cũng là khép lại đây mọi người. Rồi chào mọi người ha. Chào mọi người nha.